Hello, xin chào tất cả các bác, anh chị em trên mọi miền Tổ quốc. Em Ngọc Hoàng Bắc Giang xin giới thiệu với các bác anh em. Em về tổng được 300 đôi loa lời audio kinh các bác nhá. Hàng đẹp xuất sắc luôn các bác ơi. Rồi. Các bác ơi, đẹp gần như mới luôn các bạn. 300 đôi nhá các bác nhá. Về 300 đôi các bác thấy số lượng khủng khiếp chưa? Đấy. Em đã về hàng thì các bác biết rồi. Rất là nhiều. Rồi. Các bác nhìn này, những cái càng đẹp kính cong luôn. Mê ly luôn các bác nhá. Và dòng loa này thì em giới thiệu vào các bác này. Được sử dụng bát 16. Được sử dụng bát 16 nha. Và một tép lụa, hay gọi là tép đôm. Đấy, với công suất của nó như sau. Đây, mời các bác xem luôn này. Đây. Mã OK6.5. Ở trợ kháng 8 ohm, công suất là 60W trên một thân thùng, độ nhạy 90 dB. Vâng, dòng loa rất là chất lượng, dòng loa của hãng Audio King. Xịn nha các bạn nhé. Audio King thì nó rất nổi tiếng rồi các bạn. Những dòng loa full Audio King, những quả súp của Audio King. Và đây là những cặp loa lời, cho nên là nó rất nổi tiếng. Chất âm của nó thì không chê vào đâu được các bạn nhé. Đây này, cái tem của nó là tem nhôm xịn nha các bạn nhé. Rất là đẹp, nói rất đẹp, một từ rất đẹp nha. Đấy, có tay sách đầy đủ. Và cái dòng loa này có thể sử dụng trong những lĩnh vực như sau. Một là các bác dùng cho các ô tô, xe du lịch. Đấy, nó rất hiệu quả. Cái tiếp theo là cặp loa này dùng đa năng, nghĩa là dùng trong phòng hội họp. Đấy, các ủy ban, các hội trường, các nhà văn hóa và các quán cà phê, quán cà phê nhá, những quán nghe nhạc. Đấy. Và ấn tượng hơn nữa và rất đặc biệt là các bác phối ghép với những cặp loa lời các bác đang dùng, những cặp loa các bác đang dùng trong gia đình nó đang thiếu lời, thiếu tép, thì các bác bổ sung một cặp loa này vào nó rất là hay và rất hiệu quả các bác. Bên em về số lượng 300 đôi thì thực sự báo cáo với các bác là em phân phối cung cấp cho anh em. Đấy, em không những độc bán lẻ đâu, chủ yếu đổ bán xỉ. Đấy, đổ xỉ cho các bác. Đấy, trên mọi miền Tổ quốc, các bác ở trong miền Nam, miền Trung, đấy, rồi các tỉnh thành, các bác có mua đặt thì các bác cứ alo cho em. Không nhất thiết các bác phải lấy nhiều. Các bác lấy mỗi một bao này là 6 đôi này. Đấy, em đóng theo bao, mỗi bao là 6 đôi. Bác nào mà thợ mà bán ít thì cứ lấy một bao một giúp em cũng được. Đấy, còn bác nào lấy nhiều thì 10 bao, 20 bao các bác nhá. Em về được 300 đôi các bạn, 300 đôi. Đấy, rất là đẹp các bạn. Và giá rất là yêu thương. Khi các bác alo cho Ngọc Hoàng theo hai số máy trên tấm biển này, em luôn luôn có cái giá hợp lý nhất, tốt nhất để cung cấp cho anh em trên mọi miền nhá các bạn nhá. Giá rất là yêu thương đấy các bạn. Và lô này nó đẹp gần như mới, tay còn đầy đủ các bác nhá. Đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Để nói là siêu đẹp luôn. Đây, mỗi một bao này là 6 đôi nhá. Mỗi một bao là 6 đôi. Các bác cứ alo cho em nhá. Đấy. Và số lượng chỉ có 300 đôi thôi các bác ạ. Và không biết là sau này có lấy được nữa không. Lâu lắm mới có nha các bác nhá. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và ủng hộ. Đấy. Còn bên trong kia anh em vừa xếp vào là 450C. Và đây 450C cũng về được khá nhiều các bác nhá. Cả trong cả ngoài, xếp mấy tầng rồi các bác. Đấy, còn bên trong đây là những kiện chưa cả bóc. Tổng là hơn 84 đôi 450C nữa các bác nhá. Hơn 80 đôi. Đấy, rất là đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp nha các bác nhá. Hàng này chỉ giặt qua cái lưới này là rồi gân thì thông báo các bác là gân vẫn còn dai. Vâng, gân của lô này vẫn còn dai lắm các bạn. Nhưng mà Ngọc Hoàng chia sẻ các bác là dai thì dai vẫn phải thay các bác nhá. Cậy khó lắm, chặt thế này cơ mà. Đây, để em cậy cái này. Đấy, đây này. Gần vẫn còn dài lắm các bác nhá. Đây này. Rất dài nhưng mà vẫn phải thay các bác nhá, vẫn phải thay. Vẫn phải thay gần. Em sẽ cho anh em xé gần này đi thay cho các bác. Đấy, nhiều cái nó cũng yếu gần. Đấy, nhưng mà thôi tốt nhất là xé hết đi các bác ạ. Gần mút mà, gần mút xốp, cho nên là gần mút xốp mà của nhà máy thì nói với các bác luôn là nó làm theo liên hạn, không dùng để lỗ tự hỏng các bác ạ.
Đấy. Nhưng mà đã thay cái gân nó chất lượng hơn ấy, thì nó rất là bền. Các bác có thể dùng đến 5 năm nó cũng không hỏng đâu. Còn nhà máy sản xuất ra nó chí rồi là hỏng ấy các bác ạ. Đấy, em biết mà. Nhiều cặp loa nó tồn kho chưa sử dụng nó cũng hỏng mà. Hỏng gân ấy. Nhưng mà gân thì không quan trọng đâu các bác nhá. Rồi, em làm video ngắn ngủi này thôi. Bên ngoài kia anh em đang đóng 900C kìa. Đấy, rồi thì 450C để trả các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Mong các bác nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Giá thì rất là tốt khi các bác alo cho Ngọc Quang. Giá rất rất tốt nha các bác nhá. Vâng, cặp loa này giá thị trường đang bán vào đâu 7-8 triệu ấy. Em sẽ giá yêu thương cho các bác. Cảm ơn các bác nha.